Chào mọi người, mình là Trung bên kênh máy khoan bên cũ nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với máy khoan cho mọi người xem và người mua. Đây, đầu tiên là một con cắt hàng rào này Makita nha mọi người, cắt hàng rào Makita nội địa Nhật. Đấy, con này 7V2 này, vòng tua của nó là 950 vòng trên phút này. Đấy, lưỡi của nó là 30cm nha mọi người, lưỡi của nó 30cm. Đây, bộ lưỡi này. Đồ Nhật thì mọi người biết rồi, những cái phần mà những cái lưỡi cắt này thì thép thì đừng hỏi độ tốt nữa. Đây, con này thì pin mình thấy nó còn chạy luôn, đây Makita đây nha mọi người. Đấy, Makita 7V2. Bảo vệ lưỡi, đó là tránh nguy hiểm nha. Lỡ ai mà bóp nhầm cò để vào đây cắt đứt tay rồi nè. Đấy. Này con số 1. Số 1. 340.000. Số 1 340.000 nha mọi người. Tiếp theo. Số 2 là một con máy bắn vít Makita 12V. Bắn vít Makita 12V. Con này thì bị mắc cái tem rồi. Đấy. Nó chỉ bị bẩn dính dầu dính đồ thôi nha mọi người, bị bẩn đấy thôi. Chứ mọi người như con này mọi người về vệ sinh ra thì khá là đẹp nhé. Khá là ok nhé. Đó. Tóc thắng ok, đảo chiều ok, máy chạy khá là êm nha mọi người. Đây, đào không rơ đó, đào không rơ chỉ hơi nhất xí thôi. Đấy, đang bị hơi cạc cạc nha mọi người, đang bị hơi cạc cạc. Đấy, ok, con này ngon, full chức năng. Đấy, bỏ đi. Này con số 2. À, con này 390.000. Số 2 390.000. Số 3 là một con vít. Vít Makita 9V6. Ủa, con này binh còn chạy luôn nè. Vít Makita 9V6 thằng rời thằng ngoài nha mọi người, binh còn chạy. Điều tóc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người, full chức năng. Đấy, đào hơi nhích nhẹ thôi nhé. Đấy, không bị gạt nè. Ok. Ồ, quả bình nhìn cù cùi nhưng mà còn sống lắm. Hàng số 3. Như vỏ bình nha mọi người, bán vỏ bình thôi, cứ sống kẻ nha. Số 3. Và con này 280.000. Số 3 280.000. Số 4 là một con máy bắn vít xích, cái vỏ bình hơi nứt nứt kiểu này này. Đấy. Xích 12V nha mọi người. Xích 12V. Nhìn chân pin nó còn sáng bóng luôn. Nút đảo chiều rắn đơ cứ ngắt ra mọi người, chưa bật được, nút đảo chiều nó đang bị
Rồi, nó bị đơ cái nút đảo chiều rồi. Mọi người về mở ra kiểm tra nhé. Ra giúp mình nha mọi người. Đấy, đây là Thành chưa thử được đơ nút đảo chiều nên công tắc nó không có ăn. Đấy, con này con số tạm thời chưa chạy nha mọi người. Số 4. Số 4. Con này về mọi người kiểm tra. Mình bán 220.000. Số 5 là con máy Buckwheat Hitachi 12V thân rời thân ngoài nhé. Buckwheat Hitachi 12V thân rời thân ngoài. Điều tốc thắng ok. Đảo chiều ok nha mọi người. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok, đào không rơi, chỉ hơi nhích nhẹ, đang bị hơi cạc cạc nè, về đánh ra. Con này con số 5. Con này bán 340.000. Số 5, 340.000. Đấy, thằng rời thằng ngoài này rất là mạnh nha mọi người. Tiếp theo số 6 là một con khoan Hitachi, khoan Hitachi 12V đấy này, đào 13 ly, đào 13 ly nha mọi người. Ghê, đuôi tóc thắng ok nha mọi người. Đảo chiều. Đấy. Đào không cạc nhé. Khóa đào. Khóa đào mà nó khóa đào cứng cứng luôn. Khóa đào nó đang hơi cứng cứng nha mọi người. Về mọi người chỉnh lại nhé. Ok. Đào 13 ly. Nó có 22 cấp trượt, một cấp khoan này. Con này ngon. Bỏ bi. Con số 6. Số 6. Con này 350.000. Số 6 350.000 nha mọi người. Số 7 là một con Vic Makita. Vic Makita. Con này 12V nha mọi người, Vic Makita 12V. Đấy, ngoại hình thì hơi cùi. Hơi bị dơ luôn đó, đây, đây, nó quay chập. Đấy. Đấy. Đấy, điều tóc thắng nha, con này dơ. Con này dơ đang chạy bó bó rít rít. Đây, mọi người về vệ sinh, kiểm tra tiếp nhé. Đấy. Đây, con số 7. Số 7. Đấy. Con này bán 280.000. Số 7 280.000. Đấy, tiếp theo cũng con kiểu như con lúc nãy luôn. Đấy.
kiểu giống con số 7 luôn. Makita 12V nha mọi người. Vic Makita 12V. Điều tóc thắng ok. Đảo chiều. Đảo chiều ok. Đấy. Đào không rơ. Nó hơi cạc cạc nha mọi người. Đấy. Nút cò chỗ này nó bị nứt này. Đấy. Không sao nhé. Thì nhỏ xí keo vào đây là được rồi. Là con số 8. Tám 290.000. Số 9. Đây. Con này là của thằng nào? Con này của thằng Powersonic hay con nào đây? Con này lực siết rất là mạnh nha mọi người. Con này lực siết rất là mạnh. Vic 12V. Cỏ đang dơ. Điều tóc thắng ok. Cỏ đang dơ. Tóc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Đấy, cò đang dơ rồi mọi người vệ sinh đi. Đấy. Đào không rơ, không bị gạt nhé. Này con số mấy rồi nhỉ? Số 9. Số 9. Đấy. Con này 290.000. 290.000. Số 10. Đây, con này có hai cục pin luôn. Số 10 là một con vít của thằng Lapline. Đấy, Lapline nè. Vít Lapline nhé. Này. Lực siết của nó tới 125 N này. Vòng tua của nó là 2600 vòng này. Tua có tải là 3000 vòng này. Thì sợ không? Con này 14V4 pin li-ông nha mọi người. 14V4 pin li-ông. 14V4 pin li-ông nhá, hai cục pin nhá. Âm dương chỗ nào đây rồi nữa. Sao kẹp vậy ta? Để tí mình lấy cái đồng hồ mình đo thử cái cục pin này xem sao. Âm chỗ nào, dương chỗ nào đó. Dương nguyên này. Đấy. Dương nguyên này nha mọi người. Dương nguyên này thì dương dưới. Không biết có tiếp không nè. Mình kẹt thử nha. Đấy, dương dưới nha mọi người. Dương dưới, âm trên. Đây. Điều tóc có
Thắng có. Nó đang bị mắc đèn nha mọi người. Con này thăng rời thăng ngoài này, 14V. 14V mà thăng nó rất nhỏ gọn mọi người thấy không? Để bàn tay này, nó nhỏ gọn lắm. Đấy. Đầu chỗ này thì đang hơi nhúc nhích. Đấy, đầu đang hơi nhúc nhích nha. Đấy. Rồi, đang bị cạt cái đầu nữa. Rồi, đục mắt. Ok. Nói chung là máy chạy điều tốc. Thắng ok, đảo chiều ok. Chỉ có là này, ổ bình này nó đang bị dơ, nó chưa tiếp. Ổ bình này thấy đo lên 14V máy luôn mà. Rồi, về mọi người xử thêm nhé, hai cục pin đây. Pin li-ông nha mọi người. Nhớ này, pin li-ông nhá, li-ông nhá. Li-ông nhá. Đấy, con này con số số 10. 10. Đây. 480. Đấy. Hai quả pin nha mọi người. 480 hai quả pin. Tiếp theo. Tiếp theo là một con máy bóng vít Nati. Vít Nati EZT600. Thắng mọi người, điều tốc thì có, đảo chiều thì có, mà mắt thắng, đào rơ, đấy, đào rơ, mắt thắng nhá, đào rơ nhá. Con này con số 11, 11, 250.000, 11, 250.000. Hai là một con HRN234, con này là mười mấy vôn ta, 14V. Âm dưới dương trên, con này hình như 14V đó mọi người ơi, 14 hay 18 gì đây, cục pin bó lõa nên mà không thấy cái tem. Thôi mình cứ kẹp thử đi đã, tính sau. Này. Mình đang kẹp 12V nên tháng hơi yếu nha mọi người. Đấy. Đấy, đào không cạc nhá. Đấy, 21 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy, đàn đó ok nè, đàn dưới chân này, đàn này. Ok. Này con số 12. 12. Con này anh bán 350. 12, 350.000 nha mọi người. 18 gì đó cũng không rõ nè, theo mình thấy thì cục pin này chắc cục pin 18 đó mọi người, pin 18V đó. Đấy, 18 14 về mọi người tự xem nhé, mình tính như 14 đi. Đây. Tiếp theo là một con máy bắt vít Hitachi 12V. Đấy. Con này thì dáng thon gọn đấy. Series gì đây?
hơi bị vòng vòng. Tạm thời chưa chạy nha mọi người. Tạm thời chưa chạy. Con này con số 13. 13. Con này 180.000. 13 180.000 nha mọi người. Mười bốn là một con máy khoan Nati AZT108 đấy. Này dính keo thôi nha mọi người, dính keo thì không có gì cả, về vệ sinh đi. Ok, con này thì hình như người ta sản xuất đã không sản xuất điều tóc rồi. Trái phải ok, thắng ok. Con này người ta không có sản xuất điều tóc nha mọi người, chứ không phải là không có. Đấy. Không sản xuất điều tóc chứ không phải bị mắc nha mọi người. Đấy. Nó có chế độ nhanh chậm này. 18 cấp trượt, 1 cấp khoan. Ok. Đào không cạt nha mọi người. Như con này đang là full chức năng, chạy tốt, ok. Số 14. Đây. Con này 290.000. 14 290.000 nha mọi người. Mười lăm là một con máy Buckwheat Hitachi 12V. Đấy. Con này nhìn cũ kỹ lắm. Tóc nhưng mà mắt thắng nha mọi người. Không biết do cái cọ ít nhã hay sao mà. Đảo chiều làm sao ta. Cọ này nói chung mà motor đang chạy nhưng mà cọ nó bị chập chập chân trang là do nó dơ nó bẩn đó mọi người. Nhìn cù bắp quá không nè. Con số 15. 15. Con này 150.000. Đấy, 15 150.000 nha mọi người. Mười sáu. Này. Cũng còn máy Buckwheat Hitachi 12V. Tóc thắng ok, đảo chiều ok, đào hơi nhích nhẹ nha mọi người. Đấy, không càng này, cái này là rút xuống dưới chứ không phải đưa lên tay như những cái đào khác nhé. Đào thì chỉ hơi cạc cạc một tí thôi. Đấy, nhìn nhỏ xíu nhớ coi được. Cái này con số 16. 16. Con này 250.000. 16 250.000 nha mọi người. 17. 17 là một con máy Buckwheat Yemen 12V. Yemen 12V nha mọi người. Cái chân bình nó bị quẹo xuống như này.
tóc thắng ok. Đấy thì ok nha mọi người. Ok, đi tóc thắng ok, đảo chiều ok. Đào không rơi, chỉ hơi nhích nhích thôi. Đấy. Không gạt nhá. Chân bình nó hơi bị ra quá. Đấy, ok. Này là con số 17. 17. Đây. Con này 290.000. 17 290.000. Số 18 là con máy bắt vít Hitachi 12V. Đang bị cạc cái đầu vít nha mọi người, đang bị cạc cái đầu vít. Về mọi người rõ ra. Điều tóc thắng ok. Đảo chiều ok. Đào không rơi nha mọi người, đào không rơi, chỉ hơi nhích thôi. Đang bị cạc cái đầu vít. Ok. Máy chạy khá là êm. Này con số 18. 18. 250.000. Số 19 là một con Vic Black Decker. Vic Black Decker 12V. Vic Black Decker 12V. Con này khá là mạnh nha mọi người. 12V Black Decker. Con này mạnh lắm. Ồ. Chỗ miếng xù nhựa chỗ này nó bị bung rồi nha mọi người. Miếng xù nhựa chỗ này nó bị bung này. Nhưng mà chỗ này thì không ảnh hưởng gì nhé. Đó, nó đang bị dơ, nó kêu bảo bảo. Điều tóc ok, thắng ok. Nút đảo chiều. Đảo chiều ok nha mọi người. Bật tắt đèn nó thấy mắc rồi. Đấy, bật tắt đèn thấy mắc rồi. Đấy, bảo bình cũng đã luôn. Ok. Con này con số 19. 19. 320.000. 19 320.000. Số 20, 20 là một con máy khoan Hitachi 12V. Đấy, con này nó bị mắc cái nắp cò. Mắc cái nắp cò người ta chế cái cây kia. Cái thanh này vào này, mắc cái nắp còn người ta chế cái thanh này vào nha mọi người. Đấy, đảo chiều trái phải vẫn còn này. Cái này là bị nó chế luôn, nhưng mình thì không có chế cái này. Người về ưng là tháo đại cái có nắp còn thì đại vào nhé. Điều tóc thắng ok. Đảo chiều ok nè mọi người. Đào không cạt nhé. Đấy, ok. Ok, full chức năng. Ngoại hình của nó. Đây, xu thì hơi bong tróc nhưng mà máy ngon. Cái này số 20.
số 20. Đấy. Con này 390.000. 390.000. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0854 901 685. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.